Dạ, Trang xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Úc Nhỏ Miền Tây. Hello cả nhà. Chào cả nhà, cha con tem Úc Nhỏ hôm nay quay trở lại Hào Đề Nhỏ để tiếp tục gian lứ. Thành quả như thế nào cả nhà biết sao em? Hôm nay anh Nho đem hai càng câu, đem một càng câu hai con cá. Không biết dính nhiều hay ít, mình chuẩn bị đem nấu tại chỗ ăn luôn nha cả nhà. Mình đem nồi, chén, nói chung là đủ thứ hết trơn. Hôm nay mấy cha con mình sẽ nấu và làm ẩm thực ở bên cái kênh Hào Đề Nhỏ này luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân mấy cha con đi xuống sông giăng lưới nha. Còn anh Nho thì ở trên bờ đi câu cá cha. Rồi, hai con bốn con nha. Bữa nay chính để cái thau nhỏ ở đâu rồi ta? Có không? Có không? Anh đi rồi, tự tới con để rồi. Cái xuồng này là của Dũng Chính với cô Chính. Xuồng này của Dũng Chính, cô Chính thấy rau muống. Thấy rau muống với dân lưới nè. Cái xuồng này nó hơi lắc nha em, nên là cẩn thận. Hôm nay mình bơi lên trên, mình bổ xuống hả cha? Trên bổ xuống. Lúc bữa nay nó hơi hắt nước rồi. Chắc bữa nay người ta cho nước vô chơi. Đâu có. Bơm đạp chưa chạy con ơi. Này chạy bơm ngánh. Mà sao nước, sao nước nó đầy dữ cha? Để mới tắt bơm chiều kia. Cái sông này đi không có ghe chạy, nhưng mà cũng nước cũng cho vô ga. Trên này rộng. Dạ. Ừ, nước vô ga. Bữa nay người ta bơm nước vô ruộng dưa leo. Cái đám dưa leo của họ mình thấy bữa nay nó tàn rồi cha. Bây giờ cha đã bơi đến cái địa điểm giăng lưới rồi. Trước khi mình giăng lưới mình ngâm nước gì cho mềm mà cái nha. Dễ bổ. Nguyên cái cục bèo này chắc cá nó ở trống dữ rồi cha ơi. Mình kìa em không có cái phản trống luôn á. Phía trên đường thì nguyên một hàng đu đủ luôn. Rất là đẹp, đều nhau luôn á. Rồi mắp đi con. Mắp sẵn chứ. Được tới. Sáng nay nước trong veo. Bên này là rau dừa đỏ không cha? Dừa đỏ đó. Wow. Nhiều quá luôn à. Dừa đỏ nó tốt quá. À. Có rau dừa đỏ rồi, có rau dừa trắng nữa chơi. Tay tay thứ hai cả nhà ơi. Mình giăng ra bốn tay ba tay rồi. Con mình qua bên nhà của Chính thường là văng cái đoạn sông này, tại vì mấy cái khúc kia nó cạn cá ít, chỗ cô Chính là có bơm xịn á, nên là sông nó sâu không có tàu
xong sâu cá chỗ cô chín nó sâu cá nhiều chứ. Hai tay cả nhà. Gần ba tay. Cá ngớp và thấy ham. Cái cục rau muống này ít nhiều gì cũng có cá hết chứ. Tại nó vô nó ăn rau nè. Với ăn rong nữa. Rồi bữa vừa xong cả nhà ơi, hẹn chút xíu thăm. Dạ con trong khi chờ đợi thăm lứ đó cả nhà. Mình thấy dưa leo à, mình mót mình chút nữa mình hấp. Dưa leo đi. Này người ta bỏ rồi đúng không cha? Bỏ rồi. Nó rụi lá hết trơn rồi. Mấy cho con mình mót một ít thôi, mình sẽ hấp với cái rô. Nhiều không em ơi? Ta bỏ mà nó héo luôn rồi chơi. Héo vậy chứ trái còn tư. Thì mình mót nhiêu đây cũng đủ rồi làm món ăn rồi cả nhà. Cũng ngon nè cha ơi. Trời ơi. Nó còn gai luôn nè cha. Còn tại vì lá thì nắng lên là héo rồi. Mà cái cọng còn tư. Bây giờ thì mấy cha con mình sẽ đi vô rồi đi cuốn lưới. Dừng xoài này của dưỡng chín quá chèn sai trái luôn nè. Đây là cây vú sữa nè cả nhà ơi, cô chín nó hổm hái một đợt rồi giờ còn trái nhỏ không à. Phía bên đó là cải để mần dưa cả nhà, cũng của dân chính trồng luôn này. Vú sữa cải quá tốt luôn nè. Bây giờ mấy cha con mình sẽ đi cuốn lưới cả nhà ơi, nãy giờ cũng lâu rồi. Để lâu sợ dính đầu kiến cả nhà ơi, gỡ không nổi. Bữa nay thì em Út sẽ kìm lái cho cha với em ba gỡ cho nhanh. Cuốn thì đang thơ bỏ thơ. Có cá ăn quá. Nè nè cha ông, cá bự dữ vậy. Con cá ta bự gì luôn nè cha. Đi vô, nó vô. Nó dính ở dưới, hít bên cơ gô. Quá bự chị ơi. Rồi dạo dài á con. Dạ. Nhưng mà nó còn sống không rồi cha? Rồi sống cha. Đã liền rồi chị. Rùa ngầu quá ha. Dạ. Rồi cô chín mới lại chết trên. Cô chín dần cô chín qua đi. Chị kỹ mới được, nó dính dạo dưới. Dạo này quá dài nè. Này hôm nay dính cái gì nữa nè. Ôi cái con phi trời. Ủa lý rồi cả nhà ơi.
quá bự. Ngon quá ha. Con lộc kiến. Lộc kiến. Ôi ơi. Ôi cái lộc kiến kìa em ơi, hai con luôn. Bắt luôn hay gì? Thì bắt cũng được cha. Bắt đi để cũng dính nữa à. Quá bự luôn á chị. Cái cây su phi cái nhỏ thả gì con giờ thả đi chơi đưa đồng sống nhăn cái này trời nắng gắt lắm nên là sáng sớm mấy cha con mình tranh thủ trời mát mát làm cho nó khỏe. Ôi ôi ôi. Cái gì vậy cái tấm này nha. Ôi ôi con phi quá bự. Quá bự. Ôi, lưới này mà dính cái con phi nhiều quá hết cha. Tưởng đâu dính không có cha rồi cha. Dạ. Với lại cái sông này cá rô nhiều quá cha. Hả mình giăng câu thôi là dính cá rô nhóc hết rồi. Ừ, đó nó giăng câu cá quá mới đem đứa qua giăng cả nhà. Ờ, cá gì gịch đó. Cá gì gịch thì chị lý nha. Ôi dồi ôi, con phi bự con ơi. Quả xương con phi rồi. Bự nữa kìa chị ơi. Em ơi. Chị ơi. Đây đây đây. Ôi ôi ôi. Ôi nó quá. Con rô phi quá nè. Đứa ba mà nó hay gì nè. Ôi. Chà má con kìa. Rồi chưa kết mặt lưới rồi. Quăng quá quăng. Đâu bên kia mình kia thăm xong một tay lưới rồi còn hai tay nữa còn mới giật học với à hai cộng gì đó cái tay lưới này dính thấy ham hay cha hai cộng. Bên đây người ta làm gãy nhiều lắm cả nhà ơi nên mấy xe dây leo á người ta chở cũng đông. Nhiều lắm lụt xong chưa rô bự bự không mà chơi. Ừ. Thấy ham quá, mình giăng rồi mình cuốn liền gì cá sống không thấy ham quá chơi. Ừ. Thôi mà. Dính mà dính cá ngon. Dính cá bự không mà cô dính ơi.
Linh tròn đó nha. Cái tay cuối cùng dính được có một con cá linh thôi. Bỏ thêm tay nữa quá coi nha. Cái tay lưới bự nữa dính nhiều hết cha. Rồi bây giờ mấy con mình cũng thăm lưới xong rồi cả nhà ơi. Cháu cho hai bọc dưa leo, cho chín bọc, cho ướp bọc ha. Về bản rồi bà con người ta mình cho, có mình cho luộc rồi ăn cả nhà. Mình chia nhau ăn chơi. Wow, hai bọc dưa leo bọc này cỡ tầm 10kg á. Quá ngon luôn cha. Hai bọc 20. Mới bẻ xong luôn á. Rồi mình thành quả được nhiều cả nhà ơi, thì mình ít mình ăn ít chứ sao giờ. Dạ rồi giờ này cũng đói bụng rồi cả nhà ơi, mình nấu cơm. Hôm nay là mình nấu cơm trong cái vườn xoài. Hãy để mình đi chặt ít lá chuối mình lót rồi mình ngồi mình dùng cơm. Để đại lên luôn đi. Bữa nay anh câu cá thắt thù hả anh? Không ăn em ơi. Rồi trời cha cứ để củi lên đi, cháy rồi. Kế bên đây có ổi mà có cháy luôn rồi nè. Để dao chặt làm hai. Để gì. Chào một bếp, anh Nho một bếp bên đây. Hôm nay mình sẽ làm món cá chiên tươi. Đem nấm lửa cái đã. Ở đây có mấy cái lá dừa này nè. Mình nhấm tiện lại luôn. Đúng rồi em. Lá dừa là nó khô rồi nè. Dạ. Dưa là đã cháy dữ lắm. Dưa leo này mình sẽ gọt sọc sọc ra, hồi mình hấp cơm một ít. Một ít thì mình sẽ ăn sống. Giờ chảo nóng rồi cả nhà ơi, dành cho dầu vào để mình chiên cá. Để dầu mình sôi lên cái là quất. Cơm đã cạn rồi, mình hấp dưa leo cả nhà ơi, dưa leo hấp cơm. Rồi ăn đổi món rồi. Giờ dầu sôi rồi nha cả nhà. Giờ mình cho cá vào mình chiên thôi. Sáng nay được có mấy con đó nha. Được có con cá bự. Hết. Mấy con chứ em giờ nó bự nè. Dạ. Ây da. Mình thăm coi dưa leo chín chưa cả nhà. Rồi chín rồi. Cha nói luộc da heo còn chín nữa, huống chi dưa leo. Ngon quá trời, luộc chung nồi cơm mà nó xanh hết cha. Xong rồi mình xới cơm chín rồi nha. Cơm cháy đũa là biết là cơm chín nè. Bây giờ cá nó vàng đều cũng chín hết rồi cả nhà ơi. Mình sẽ cho nó ra dĩa. Hồi để em nhắc xuống cho em ơi. À, rồi. Nóng lắm trời. Quá ngon luôn anh ơi. Thơm phức luôn á. Một khi mình bắt chứ không lên ăn liền. Vậy bây giờ thì cá cũng chiên chín xong hết rồi. Mấy cha con mình hôm nay ăn cá chiên kèm với rau găm với dưa leo luộc. Rồi bên đây là dưa leo sống. Dạ, chân xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm với mấy cha con luôn nha.
thức ăn cũng đã chín này cả nhà ơi. Mình ở đồng ruộng thì trước giấy đất đai phước mập phước mài về dùng cơm với cha tay móc nhỏ ra độ mạnh tay phải chân để mà săn bắt nhiều hơn nữa. Bữa nay sao thất thoát quá rồi. Mời cả nhà vô leo hấp cơm cả nhà ơi. Cá chiên mời cả nhà luôn nha. Nó giòn, nó béo, thơm. Giờ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Cá chiên mình ăn kèm gạo găm á cả nhà, thơm. Đeo nụ nụ nhiều, có chất ngọt. Mới vừa hái xuống luôn á cha, nên ngon. Cá thì mới dần lên rồi vừa vừa bẻ xuống. Nãy mấy cha con mình mót một ít mấy trái bự thì mình chưa ăn, còn mình lấy thêm cái trái nhỏ ở trong cái bọc mà cái chú kia cho mình luộc. Xin bữa nay bình nước cá hơi yếu chứ ít bữa bơm đạp ở dưới đạp lên là bắt nước mát cho ăn chúng nữa. Phía ngoài đó là dưa leo của cô chú Tám trồng nguyên ruộng dưa leo cũng bự lắm. Còn trong đây là mình đang ăn trong cái vườn xài của cô Chính, vườn Chính. Xài này là xài Đài Loan. Cá này câu biết không ăn ha. Bây giờ tới chị Hà Bình Dân nha cả nhà. Dạ chắc xin mời cả nhà luôn nha. Rô bình thường tốt không? Hỏi mình ăn câu sâu dính dữ bữa nay nhân nước không có chứ? Nước. Đi mày mày. Dưa leo luộc ngọt. Mặn có chút muối thoát không? Dạ. Gì là cũng quý vậy. Cái gu phi chiên nó béo hay sao? Đúng.
Bây giờ chỉ chim tư. Muối chim là ngon. Cá thì theo món mình công dụng làm. Cá còn nhiều lắm luôn á, nè. Nút cá. Ăn nút. Không. Có gì đâu em. Cái dưa leo sống rồi, ngọt lắm. Ăn rồi. Giòn lắm. Về lên đây, chị Lâm đây chồng thấy ham thật chứ. Mà có giá này mình vô. Cái bên đây chủ yếu trồng cải hết trơn, trồng đủ loại luôn. Mình là chủ yếu ở trồng vườn. Cha chịu dưa leo này à. Muối để nguyên trái ăn cùng ngủ với con. Dạ. Ờ. Này bữa tương rồi á. Đây gãy với đồ quá mà không gặp đám bắp nào hết trơn. Có bắp chưa? Bắp nấu hả? Bắp đầu trên kia chưa? Không anh chị anh á. Tuốt trên đầu. Ừ, cuộn luôn nhiều lắm. Mà nó mới chỗ bông à. Vậy. Có cái giấy à. Hút mấy chén này. Sao bé? Mấy một chén hả? Dạ. Yếu gì vậy? Mới với nửa chén út kêu hạn hen là cho kêu nhiều hơn em. Này phải nhỏ chà phả chà. Bà ngon. Gặm một sợi lớn này mới bắt sợi gặm dưới sông hết chưa. Bất cứ nha cá đầu chiên mà con để dầu nhiều là con cá ngon. Dầu ít nó chín hổm lắm, nó khét, nó chưa không đủ độ dầu, nó không có thấm. Ăn đồ gầm của chín tốt ghê. Là mặt nước á. Được sợ.
cơm ngoài vườn mát ha. Mát. Gió hiu hiu á. Này quá trái ha. Này rồi, mình cũng thiếu cái giỏng nữa chơi. Ăn xong á mình nhân giỏng ngủ luôn. Đem thêm trái mướp ớt nữa ha. Dạ. Đây nè, mấy cái loại này là nhân giỏng là đúng bài luôn. Tại này mình đi tí là về cái đầu hơi bị đau á. Tí đâu rụng đầu cập 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 tí á. Hấp mà cháy quá trời. Mà trời này cốc hết em ơi. Nó không lớn hả? Ừ, mà cái cốc đó là rồi á. Nó vậy là tới già chín luôn á. Đâu lớn hả? Dạ mấy cho con mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà.